Như chúng ta đã biết, Nga và Mỹ là hai nền quân sự lớn trên thế giới. Sự cạnh tranh quân sự giữa hai quốc gia luôn là chủ đề khiến cả thế giới quan tâm. Năm 1991, Mỹ cho ra mắt xe tăng M1 Abrams với sức mạnh vượt trội so với các dòng xe tăng bấy giờ. Điều này khiến giới quân sự Nga không thể ngồi yên. T-90 ra đời là phiên bản hiện đại hóa sâu của T-72B. Liệu T-90 của Nga có thể sánh ngang với M1 Abrams của Mỹ hay không? Cùng xem video để hiểu rõ hơn nhé! Object 188, dự án của Nga với tham vọng nâng cấp T-72B lên cùng mức độ với T-80 UUD, thậm chí là mạnh hơn. Đến năm 1991, đã có 6 mẫu thử của T-72BI được chế tạo. Các thử nghiệm cho thấy nó có tiềm năng rất lớn. Nếu được sản xuất, đây chắc chắn sẽ là loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, không có đối thủ ngang tầm từ phương Tây. Tuy nhiên, mọi thứ đột ngột bị gián đoạn do sự sụp đổ của Liên Xô cũng như thiệt hại nặng nề của các xe T-72M của Iraq trong chiến tranh vùng vịnh. Đến tận ngày 5 tháng 10 năm 1992, nó đã được chấp thuận để biên chế vào quân đội Liên bang Nga theo sắc lệnh số 759-98 và được Tổng thống Boris Yeltsin ký lệnh đặt tên cho nó là T-90. Trong cuộc tấn công của Nga vào Chechnya năm 1999, T-90 được sử dụng trên chiến trường lần đầu tiên và theo tạp chí. Một chiếc trong số đó đã trúng vài quả tên lửa chống tăng và đạn B-41 nhưng vẫn tiếp tục sống sót. Tạp chí này kết luận rằng T-90 là loại xe tăng được bảo vệ tốt nhất của Nga. Điều này đã khiến cho T-90 được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Nga đã chuyển giao tổng cộng 305 chiếc T-90 cho Algeria, 1.250 cho Ấn Độ, 40 cho Turkmenistan, 44 cho Uganda, 100 chiếc cho Azerbaijan, 250 chiếc cho Iraq và Việt Nam là 64 chiếc. Từ năm 2001 đến 2010, theo thống kê của Nga thì T-90 là loại xe tăng chủ lực được bán chạy nhất thế giới. Lấy cảm hứng từ T-72, T-90 là loại tăng hiện đại nhất của quân đội Nga trong giai đoạn 1990 đến 2015. T-90 được nâng cấp ở mọi hệ thống, gồm cả pháo chính, lớp bảo vệ thân, cũng như tháp pháo. T-90 sở hữu cho mình pháo chính nòng trơn 125Li-2A46, là bản nâng cấp của kiểu pháo chống tăng Sprut đã từng xuất hiện trên các mẫu T-72 và T-80. Loại pháo này có một đặc điểm tiện lợi là có thể dễ dàng tháo nó ra khỏi xe tăng mà không cần phải gỡ toàn bộ tháp pháo kèm theo. Nòng pháo dài 6 mét, gấp 48 lần cỡ đạn. Góc nâng, hạ cổ pháo là từ -6 tới 13,5 độ. Pháo chính có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS, phóng đạn nổ HIT và đạn ghém HEFRAG cũng như bom phóng hẹn giờ và tên lửa chống tăng ATGM loại 9M119 Reflex. 9M119 Reflex được biết đến là tên lửa có hệ thống dẫn đường bắn tự động bằng laser có khả năng chọc thủng cả các mục tiêu có vỏ thép bảo vệ dày tới 950mm và có thể bắn hạ các loại máy bay trực thăng tầm thấp. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly vào khoảng 100m tới 6km và có thể di chuyển tới vị trí xa nhất trong vòng 17,5 giây. 9M119 Reflex có thể hạ mục tiêu có tốc độ tối đa 70km. Tốc độ di chuyển cho phép của T-90 khi bắn tên lửa là từ 0 đến 30km/h. Điều này cho phép T-90 có thể tấn công và tiêu diệt các loại xe cơ giới và máy bay trực thăng trước khi những thứ này kịp tấn công lại T-90. Chính vì vậy, T-90 có tên gọi là tăng hỏa tiễn chứ không phải tăng pháo như thông thường. Ngoài pháo chính, T-90 cũng trang bị cho mình một đại liên đồng trục 7,62 Li PKT và một đại liên NSV 12,7 Li để đối phó với các mục tiêu trên không và trên bộ. Đại liên phòng không được điều khiển từ xa ở trong xe, vì vậy có thể được xạ thủ ngắm bắn khi đang ngồi phía trong xe tăng mà không cần phải nhô người ra ngoài tháp pháo, giúp giảm khả năng thương vong cho xạ thủ. Súng có tốc độ bắn 650 đến 750 viên trên phút, tầm bắn xa nhất là 2 km. Tầm bắn hiệu quả là 1.600m và có khả năng tấn công các mục tiêu trên không có tốc độ bay từ 100 đến 300m/giây. Về khả năng phòng thủ, T-90 được trang bị loại giáp thế hệ thứ 3 làm bằng chất liệu tổng hợp gồm nhiều lớp kim loại và gốm. Có thể chịu được các loại đạn pháo nòng 120mm thường thấy trên các xe tăng hiện đại phương Tây như M1 Abrams hay Leopard 2, hoặc các loại đạn pháo bắn từ trên xuống nhằm vào phần nóc xe. T-90 là xe tăng đầu tiên được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động quang điện tử học Stora 1. Stora được thiết kế để chống lại sự chỉ định mục tiêu bằng laser và thiết bị đo xa của tên lửa điều khiển chống tăng. Hệ thống Stora 1 bao gồm 4 thành phần chủ yếu. Trạm giao diện điện quang gồm một đài làm nhiễu âm, một thiết bị điều biến và thanh điều khiển. Một bảng làm nổ lựu đạn tạo màn khói ở mỗi bên tháp pháo. Một hệ thống cảnh báo khi xe bị chiếu xạ bởi tia laser. Một hệ thống kiểm soát gồm thanh kiểm soát, máy tính xử lý và thanh điều khiển bằng tay.
Thiết bị này xử lý thông tin từ các cảm biến và kích hoạt hệ thống tạo màn khói. Stora 1 có trường quan sát tới 360 độ theo chiều ngang và từ âm 5 đến 25 độ theo chiều dọc. Nó có 12 ống phóng đạn tạo màn khói. Tiếp đến là hệ thống phòng thủ chủ động Arena là lớp bảo vệ thứ hai của xe nếu Stora 1 không gây nhiễu được tên lửa của địch. Có khả năng bảo vệ xe tăng trước tên lửa chống tăng, đạn chống tăng các loại với góc bảo vệ đạt tới gần 300 độ xung quanh xe. Hệ thống gồm một radar MM lắp trên nóc tháp pháo, máy tính điều khiển và 26 đạn nổ đánh chặn chứa trong các hộp lắp xung quanh tháp pháo, cung cấp khả năng bảo vệ hữu hiệu trước đạn chống tăng có tốc độ bay đạt tới 700m/giây và thời gian phản ứng là khoảng 0,07 giây. Hệ thống phòng thủ của xe tăng cũng được áp dụng công nghệ tàng hình, sử dụng các lớp sơn đặc biệt làm bằng vật liệu hấp thụ sóng điện từ, giảm thiểu các nguồn bức xạ nhiệt, điện từ và hồng ngoại, khiến các thiết bị trinh sát của địch khó phát hiện ra. Bộ vật liệu ngụy trang Nakitka cũng có sẵn cho T-90. Nó được thiết kế để giảm thiểu các loại tín hiệu mà xe tăng phát ra gồm sóng hồng ngoại, tín hiệu nhiệt, độ bộ lộ trước sóng radar. Ngoài ra, T-90 cũng được lắp hệ thống bảo vệ sinh hóa phóng xạ NBC, thiết bị quét mìn KMT và hệ thống chống cháy tự động, hệ thống điện tử chống mìn MT-7. Về độ cơ động, T-90 có động cơ diesel đa nhiên liệu. Ở phiên bản mới nhất T-90MS có động cơ diesel với công suất 1.130 mã lực, tốc độ tối đa lên tới 72 km/h, tốc độ lùi xe 30 km/h, tầm hoạt động đạt 550 km khi mang đầy nhiên liệu. T-90 có thể lội sâu 5 mét khi lắp đặt hệ thống lội nước. Trên đây là những điểm nổi bật của xe tăng T-90. Theo bạn, T-90 của Nga và M1 Abrams của Mỹ thì loại nào sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường? Để lại ý kiến bình luận của bạn dưới video nhé! Cảm ơn bạn đã xem video.